Hello, hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay 23 tháng 10, Vanessa xin chia sẻ một chút cập nhật về gói cứu trợ. Thì ngày hôm nay em bận quá, thành ra là em không có thời gian để lên nữa quý vị. Giờ vẫn còn đang ngồi ăn cơm mà giờ đã là 10 giờ tối ở giờ California đó quý vị. Thì trước hết vào chia sẻ về cái tin mới nhất luôn của gói cứu trợ nha quý vị nha. Ngày hôm nay có chia ra làm 3 cái thời điểm: sáng ra một tin, trưa chiều một tin và đến chiều tối muộn lại một tin nữa. Thì Vanessa sẽ chia tổng hợp trong cái video này luôn cho quý vị cùng nghe xem cái lịch làm việc mới của họ là như thế nào. Thì trước khi vào chia sẻ, Vanessa rất mong quý vị hãy like, share video để ủng hộ Vanessa cũng như đăng ký kênh để nhận những cái video mới nhất, cũng như là để ủng hộ cái tinh thần cho Vanessa làm tiếp video quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì cái lịch làm việc á, thì buổi sáng ngày hôm nay thì Vanessa chia sẻ qua cho quý vị cùng nghe. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì bên Đảng Cộng Hòa thì có ông Larry Carlos là phỏng vấn này. Thì ông ấy cũng nói về gói cứu trợ rất là khả quan. Và lúc đầu tiên á, thì ông ấy nói là cái gói cứu trợ này bị chuẩn bị đóng rồi, không có, không còn nữa. Thì sau đó thì cái thị trường chứng khoán nó tụt dốc. Thế là ông ấy lại có một cái thông tin khác nữa là ông ấy nói là khả quan. Sau đó thì ông Mnuchin thì quý vị có biết không, ông Mnuchin cũng rất là có hai cái thông tin rất là buồn cười luôn. Cái lúc đầu á, thì ông ấy nói là có thể sẽ không quay lại đàm phán được vì là giống như là còn phải tập trung cho cái ghế tối cao pháp viện của bà Barrett á. Sau đấy thì đến buổi trưa thì ông lại đưa cái thông tin ra là lại tiếp tục. Và cho đến hiện tại bây giờ thì có một cái thông tin mới nha quý vị nha. Thì cái thông tin mới cuối cùng này Vanessa xin chia sẻ sau một chút nữa, tại vì nó có liên quan tới rất nhiều thành phần. Thì bây giờ Vanessa chia sẻ tiếp là bên này thì có bên Đảng Cộng Hòa thì họ cho rằng bầu cử cái gói cứu trợ trước cái ngày bầu cử là rất khả quan. Thì có những cái người đó và Tổng thống Donald Trump và ông Mitch McConnell thì lại không cho là khả quan đó. Tổng thống Donald Trump, Tổng thống và ông Mitch McConnell đó quý vị, thì lại cho vào cái chiều hướng là bà Nancy Pelosi. Bà Nancy cùng với ông Chuck Schumer đó quý vị, thì đã kìm hãm cái gói cứu trợ này lại và không muốn cho nó thông qua trước cái ngày bầu cử. Nhưng lúc nào bà Nancy Pelosi cũng nói là muốn cho cái gói cứu trợ 1.200 này sẽ thông qua trước cái ngày bầu cử đó, dưới cái ngày chưa đến cái ngày 3 tháng 11 đâu, là sẽ thông qua, là gói cứu trợ này sẽ pass. Đó thì bà ấy lúc nào cũng nói như vậy. Và trong cái ngày hôm nay bà ấy trả lời phỏng vấn, bà cũng nói như vậy luôn. Bà vẫn nói là tôi rất mong cái gói cứu trợ nó được thông qua trước cái ngày. Trong cái bài phỏng vấn của bà nó rất dài quý vị nha. Cái bài phỏng vấn của bà ngày hôm nay thì bà được phỏng vấn chủ yếu là về cái cuộc debate của ngày hôm qua thôi. Nhưng mà trong cái bài đó thì bà vẫn nói là người dân Mỹ đang gặp phải rất nhiều khó khăn và chúng tôi vẫn đang đi vào đàm phán. Và chúng tôi chỉ còn 6 ngày làm việc tính cho đến ngày 3 tháng 11 là chúng tôi còn 11 ngày là đến ngày bầu cử, nhưng chúng tôi lại lịch chỉ có 6 ngày làm việc thôi. Và bà nói là bà lại tiếp tục đưa ra cái hạn là 48 giờ, nhưng đến cái chiều nay thì cái 48 giờ làm việc này nó có cái sự thay đổi như thế nào thì Vanessa sẽ chia sẻ ở cuối cùng của cái video này. Thì trước hết thì vào cái phần bài phỏng vấn của bà, thì bà nói về cái người phóng viên họ hỏi cái câu hỏi là bà nghĩ sao về cái phần mà họ nói về cái vấn đề khai thác dầu khí dầu mỏ mà ở những cái tiểu bang ví dụ như là Pennsylvania và Texas, rồi thì tại sao ông Biden lại cho rằng không cần phải làm không cần phải những cái nguồn tự nhiên đó. Thì bà có trả lời là đâu, chúng tôi rất là quan tâm đến cái vấn đề khai thác cái dầu mỏ này và chúng tôi còn đầu tư ở trong cái khoản dành cho dầu mỏ là 38 tỷ nha quý vị nha. Đó, cái phần này là 38 tỷ. Và tổng thống của chúng ta thì có nói là riêng những cái tiểu bang như là Pennsylvania thì họ rất là tự hào về cái tiềm năng đó. Thì ý là cái khoản tiền để đầu tư cho cái đó thì đâu có cần thiết đâu quý vị. Thế nhưng mà bên Đảng Dân Chủ thì hôm nay họ lại thêm một cái yêu cầu này nữa, và họ lại thêm một cái điều tranh cãi này nữa.
là cái phần invest, cái khoản tiền dành cho cái đầu tư cho cái dầu mỏ này á, là họ nói là để mà đầu tư nó cho cái chương trình Pearl Grant. Cái chương trình Pearl Grant này, như quý vị đã biết, như lần trước Vanessa đã chia sẻ với quý vị, là cái chương trình mà đưa những cái số tiền, rút những cái số tiền này ra để mà hỗ trợ cho những cái khoản của sinh viên đó quý vị. Thì đây họ cũng có nói đến nó là cái phần để mà hỗ trợ Community College đó quý vị, Higher Education này đó. Thì bà nói là bên Đảng Cộng Hòa họ không có đồng ý. Họ còn hỏi bà là Why would we do that? Và bà nói là ok, tôi, bên Đảng Cộng Hòa họ nói là tại sao chúng ta sẽ lại phải làm cái điều đó. Trong khi đó thì bà nói là để tôi nói cho những cái người đó biết về những cái điều mà tại sao phải làm, phải đầu tư vào cái phần dầu mỏ này để spend on cái Community College này. Đó là cái lý do, và họ đang thỏa thuận ở những cái phần này đó. Thì đây là cái điều mà bà ấy đưa ra trong cái cuộc phỏng vấn thêm về cái phần tiền cho cái khoản đầu tư trong cái gói đầu tư này. Và bà ấy có đưa ra trong cuối cái cuộc phỏng vấn này là bà nói rằng là cho dù như thế nào thì cái gói cứu trợ này nó vẫn depend on vào Tổng thống Trump quý vị nha. Đó, thì đây là cái bài báo buổi sáng nay thì Vanessa ở trong cái cuộc phỏng vấn buổi sáng nay thì Vanessa sẽ chia sẻ trước, còn lại cái thông tin cuối cùng muộn nhất của buổi tối nay thì Vanessa xin chia sẻ một chút xíu nữa. Thì đấy, bà nói rất là hay quý vị, nghe thấy không? Bà nói là gói cứu trợ 1.200 này có thông qua được hay không là phụ thuộc vào Tổng thống Donald Trump. Bà nói rất là vô lý quý vị ạ. Tại sao lại phụ thuộc vào Tổng thống Donald Trump? Ông sẵn sàng ký, ông cũng sẵn sàng muốn gói cứu trợ này được thông qua. Ông có bác bỏ gói cứu trợ này bao giờ đâu. Chỉ có điều là bà ấy đòi hỏi những cái điều của bà suốt trong dòng dã một tháng trời nay. Có ai đạt được cái điều của bà không? Tại vì cho dù đi thế nào đi chăng nữa thì 1.800, 1.900 nó cũng là cái con số quá nhiều rồi. Và quý vị phải biết là đất nước Mỹ hiện đang nợ đọng quá nhiều những cái khoản tiền rồi. Thì tất nhiên người ta chỉ để ở cái con số nó vừa đủ hỗ trợ cho người dân và vừa đủ để không có bị phá hoại quá về cái nền kinh tế, thâm hụt quá về cái nền kinh tế của Mỹ, thì nó được vẹn cả đôi đường đó quý vị. Chứ bây giờ vác ra cả một cái khoản tiền khổng lồ thì có thể họ sẽ phải suy nghĩ về những cái khoản nợ đọng sau này, và những cái người mà thực sự họ không muốn đất nước Mỹ bị lao vào cái thâm hụt về kinh tế thì họ sẽ không có bầu cho những cái gói này. Thì Tổng thống Donald Trump muốn là nó ở cái mức nào đó thì ông sẽ có thể thuyết phục được bên Đảng Cộng Hòa, thì cái gói cứu trợ nó sẽ qua được trước ngày bầu cử, chứ không hề, ông không hề muốn cái gói cứu trợ nó ít. Còn nếu như để cho nó sau ngày bầu cử nó kéo dài ra chẳng hạn, thì lúc đó sẵn sàng cho tiền vào nhiều cũng được, nhưng lúc đó nó muộn mất rồi, đâu có cứu được người dân nữa quý vị. Chính vì vậy mà hôm nay mọi người rất ngóng chờ, và rất nhiều người trong hai bên đảng đều nói về cái vấn đề này. Và ông Sanders thì ông nói là tôi khẳng định gói cứu trợ sẽ chỉ có sau ngày bầu cử, và chúng ta hãy chờ đến sau ngày 20 tháng 1 ông Biden nhậm chức thì số tiền nó sẽ được có thể là gấp đôi hoặc là sẽ nhiều hơn. Ý là cái khoản tiền hỗ trợ nó sẽ khổng lồ đó quý vị. Chứ còn tôi không nghĩ là gói cứu trợ nó thông qua trước ngày bầu cử, là ông Sanders ông nói nha quý vị nha. Và hai cái trường hợp Tổng thống Donald Trump thắng thì chúng ta nhận được cái gói cứu trợ trước ngày bầu cử, sau ngày bầu cử ngay lập tức. Còn lại ông Biden thắng thì chúng ta phải chờ một cái thời gian dài, đến cuối tháng 2 chúng ta mới nhận được tiền. Thì đấy là cái phần mà Vanessa đã chia sẻ trong cái video Vanessa hôm trước rồi, thì hôm nay em cũng không có ghi chi tiết ở đây nữa. Còn lại cái khoản tiền mà ngày hôm nay họ còn đi vào để mà đàm phán á, thì nó chỉ còn lại vẹn vẹn trong 3 cái khoản tiền chính. Trong ba cái khoản mà họ muốn đàm phán trong cái lịch gần nhất ngày hôm nay, là họ nói là họ có cái lịch 48 giờ. Thì bây giờ Vanessa xin chia sẻ luôn với quý vị là 48 giờ họ đưa ra thì bây giờ nó đã có cái sự thay đổi rồi, nó không còn lại như vậy nữa. Tại vì nếu như 48 giờ tiếp theo họ gia hạn tiếp thì sẽ phải làm việc liền trong ba cái ngày tiếp theo. Thế nhưng mà hôm nay
họ đã có một cái lịch cancel quý vị nha, ngày mai. Có nghĩa là ngày mai là thứ bảy, đáng lẽ là sẽ có cái cuộc đàm phán vào ngày mai, nhưng mà đã bị cancel buổi chiều ngày hôm nay, và họ nói là sẽ quay lại vào ngày chủ nhật, là ngày kia đâu quý vị. Thì em cũng không biết là cái ngày chủ nhật này nó có chắc chắn 100% hay không, nhưng hôm nay là họ nói là ngày chủ nhật, còn lại là thứ bảy là ngày mai, đáng lẽ là sẽ đưa ra cái lịch đàm phán thì họ từ bỏ, và cái lịch đàm phán của ngày chủ nhật thì vẫn vào ba cái khoản này là chi tiết. Về trường học thì như chúng ta đã biết là bà vẫn đòi 200 ở bên Đảng Dân Chủ, và Đảng Cộng Hòa thì mới chỉ đưa ra cái con số 105 thôi. Còn cái phần 50 tiểu bang này thì như chúng ta đã thấy là Cộng Hòa thì đưa ra 300, từ 250 lên 300 rồi. Và bây giờ ở bên Dân Chủ thì họ đầu tiên là họ đưa ra cái con số là 436, và bây giờ là 417, họ giảm một chút xuống. Và họ nói là bây giờ họ nói cái giá cuối cùng là phải nhiều hơn 300. Thì chưa biết là bao nhiêu, nhiều hơn 300 là bao nhiêu thì vẫn chưa biết. Thì đây là cái con số của bên Local N50 State đó quý vị. Tổng thống Donald Trump không muốn trong cái khoản này, vì ông nói là những cái tiểu bang Dân Chủ mà họ ỉ lại, họ không có đi làm, họ đóng cửa sắt đao để họ nhận tiền đó, thì ông lại cho rằng không cần thiết phải hỗ trợ những cái kiểu đó, ông nói như vậy. Còn lại cái tiền thất nghiệp như chúng ta đã biết là bên Cộng Hòa thì là 400 rồi, cái khoảng thời gian thì họ ok rồi, còn lại cái số tiền thôi. Còn bên Dân Chủ là 600. Đó, thì bây giờ hai cái khoản này họ cũng vẫn chưa có deal được với nhau. Họ còn nói là sẽ phải xem xét ở bên Dân Chủ, họ nói như vậy. Còn bên Đảng Cộng Hòa thì tất nhiên cái con số 400 là được rất nhiều người ủng hộ, tại vì như vậy nó mới hợp lý. Đó thì là về cái phần cái lịch cuối cùng của ngày hôm nay, là đáng lẽ ra là 48 giờ là chúng ta sẽ biết được cái kết quả sớm nhất vào ngày thứ hai. Thế nhưng mà bây giờ họ đã cancel cái 48 giờ này bằng cách là ngày mai thứ bảy họ tạm nghỉ quý vị nha. Ngày mai sẽ không có cái thông tin gì luôn. Còn em không biết liệu ngày mai tự dưng họ có giờ chứng ra họ lại thay đổi lịch hay không, thì em sẽ cập nhật tiếp cho quý vị. Và họ nói là chúng tôi đã đạt được những cái deal rất tuyệt vời rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ còn lại mấy cái nhỏ lẻ này thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng mà đưa cái gói cứu trợ này nó thông qua trước ngày bầu cử. Cho đến thời điểm bây giờ mà vẫn còn muốn nó thông qua trước ngày bầu cử. Nhưng riêng cái quan điểm Vanessa thì em cảm thấy là nó khó lắm quý vị. Mặc dù là bà Nancy Pelosi cứ lúc nào cũng nói, và hôm nay ông hết ông mà Neil Trần đưa ra những cái bài báo là tôi thế nọ, tôi thế kia, mặc dù ông ấy quay trở lại làm việc ngày đầu tiên, nhưng mà có khả quan đâu. Rồi thì bên ông Larry Kudlow cũng thế, phỏng vấn cứ nói chuyện ào 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 để nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán nào quý vị. Nó cứ lên dốc, nó xuống dốc, nó chóng hết cả mặt luôn á. Tại vì cứ mỗi một cái lời phát biểu của ông ấy là y rằng, tại vì ông ấy là cái người đại diện, ông ấy gọi là cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc, thành ra là mọi thứ nó liên quan tới thị trường nhà đất và chứng khoán, là những cái phát biểu của ông Lê Cát Lốt nó rất là quan trọng. Chính vì vậy mà hôm nay nó cứ lao lên, xong nó lao xuống rồi nó đi lên mấy lần đó quý vị, vì họ thay đổi trong một ngày đó. Còn lại ông Max Middle thì ông ấy nói là chúng ta còn rất nhiều con đường để cái gói cứu trợ thông qua trước ngày bầu cử. Trong khi đó thì được bà Maria, bà ấy phỏng vấn, bà ấy hỏi ông ấy là ông lạc quan như vậy, nhưng mà tôi thấy nó mù mờ, nó đâu có lạc quan như vậy đâu. Nhưng mà ông ấy vẫn nói là chúng tôi vẫn còn rất nhiều con đường, thì có thể trong cái ẩn ý của ông ấy là còn những cái lệnh hành pháp, hoặc là còn những cái tiền chưa có sử dụng, nhưng mà họ cũng đã đâu có đưa ra thông báo gì đâu, như là Vanessa cũng chưa có biết được. Tại vì ông Mark Middle thì ông ấy thường hay nói về những cái khoản tiền ăn rút và những cái lệnh hành pháp đó quý vị. Thế hôm nay Vanessa cũng xin dừng cái video tại đây. Em chỉ lên thông báo cái lịch cuối cùng là như vậy, để cho chúng ta biết được cái lịch làm việc của họ. Và trên thực tế thì họ đã nói chuyện với nhau, nhưng mà trong 2 ngày hôm nay họ không có những cái bài báo thông báo. Nhưng mà họ đã có những cái thỏa thuận, có thể là họ thông qua thư ký của họ để họ thỏa thuận, và họ không có gọi điện trực tiếp, nhưng mà họ vẫn có những cái thỏa thuận và họ vẫn đưa lên những cái thông tin mà Vanessa đã được biết. Thì Vanessa chia sẻ lên đây cho quý vị, chứ không phải là họ không có thông tin gì từ ngày hôm qua giờ đâu quý vị nha. Rồi em xin xuống đây ạ, quá muộn rồi. Em chúc cả nhà mình ngủ ngon nha, và rất mong quý vị like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho Vanessa. Chúc quý vị hãy cố gắng bảo vệ mình trong mùa dịch, tại vì mấy ngày hôm nay nhiều quá, riêng ngày hôm nay là hơn 81.000 ca nhiễm mới đó quý vị, và mấy ngày vừa rồi thì toàn hơn 70.000 một ngày thôi. Nên là bây giờ chúng ta hãy cố gắng hạn chế ra ngoài, mà đi ra ngoài chúng ta cũng cố gắng mang cái sanitizer đi, và đeo khẩu trang, đeo găng tay, bao tay quý vị nha.
bảo vệ mình chính là bảo vệ cộng đồng. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye.